Chào. Sao bánh kem hả? Ê, trời ơi, dính vô miệng luôn. Bánh kem của ai vậy? Không, bữa nay mình sinh nhật của ai? Không phải, của chú gì? Sinh nhật muộn của chú Lúc, cho nên là gia đình sẽ làm sinh nhật cho chú Lúc nha. Tổ Hữu ơi, Tổ Hữu nói với chú Lúc làm sao? Happy gì? Happy birthday chú Du á. Bà bê chú Du. Thiệt là tình. Wow. Wow. Tắt cái quạt giùm mẹ đi Lúc. Ủa này bánh gì vậy con? Ngoại mua mẹ. Ủa mẹ bánh gì mẹ? Bánh chúc lan. Rồi bánh gì ngộ vậy trời? Bánh phô mai Lúc, ngoại nói Lúc ăn thích cái con phô mai đồ đó, ngoại mua quá. Bữa nay là anh Hai nè. Chị Ba Lộc nè. Mua bánh kem nè, chúc mừng sinh nhật Lúc Nguyễn, happy birthday 11 tuổi nha. Cả nhà mừng sinh nhật nha. Lúc Nguyễn có vui không? Lúc Nguyễn có vui không? Chưa, để anh Hai vô. Để anh Hai vô nữa mình hát cơ. Đố ngoại kìa, bà ngoại. Gì lạ vậy Lúc? Kem, bánh ngộ quá. Ngoại nó không ai kem. Kem. Kêu ba vô đi, kêu ba vô đi Tàu Hủ. Để lên, kêu ba vô đi. Kêu ba. Để lên. Kêu ơn lên Tàu Hủ, kêu đi. Đơn sơ đơn giản thôi. Ê. Đừng có chấm mất nữa nha. Mất chữ nha. Rồi bây giờ Tàu Hủ vô kêu ba đi. Rồi bà nội đốt đèn cày lên nè. Rồi thổi đèn với lại chú Lúc nè. Trời ơi, cái giọng bén dễ sợ luôn. Thổi vô, thổi đèn. Thổi đèn bếp đi. Chị ngủ vậy, xong chị nó bước xuống. Đang về mà. Này, này nè nè, bánh sinh nhật của Tổ Hủ nè, bánh sinh nhật của chú Lúc nè. Phải không? Cái nào của con? Cái đó của chú Lúc mà. Anh Hai ơi, vô lẹ đi. Rồi đó rồi, cái đèn chị Hồng ơi. Cho cái hộp quẹt đó chị Hồng. Cho quẹt đi nè. Rồi xong cái là em tắt cái đèn sơ sơ nha. Ủa nó là màu gì con? Hả? Màu hồng. Giỏi quá vậy ta. Thôi con nói màu đi. Tàu Hủ chỉ hết mấy cái màu trên đó cho người ta nghe. Rồi, hết coi. Nè, bây giờ đốt đèn lên nha. Cái màu gì? Trời ơi, giỏi vậy ta. Cái này màu gì? Từ con hãy thổi nha, để hát thôi mà con hãy thổi nha. Mọi người sinh nhật vui vẻ. Ủa gì kỳ vậy? Đóng lại. Trời ơi, tự nhiên à. Thôi anh lãnh thủ rồi.
thổi đèn rồi. Anh đẩm thổ, đừng để cho nó thổi. Kệ đi, không chịu đâu. Chú Lúc ơi, thổi lại ông chú Lúc. Rồi, chú Lúc này, đây bây giờ vừa, nè, bây giờ nè, cậu Hữu với chú Lúc vừa hát xong là hai người cùng thổi luôn nha. Hai người, khi nào bà nội nó thổi mới thổi nha. Ưu tiên ngay gặp chính vô giữa đi. Rồi, vô đi. Bà bê chú vô. Rồi, làm lại nè, hai ba nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, chú Lúc hôn cái đi. Ông chú Lúc hôn đi, kè lại nè. Hôn chú Lúc. Ôi, chú quá. Chú Lúc cao bánh kèo không chú Lúc? Rồi bây giờ vậy nè. Ủa sao giành giật sinh nhật quá. Rồi chú Lúc cầm tay cậu Hữu nè. Chú Lúc cầm tay cậu Hữu. Rồi hai chú cháu cắt bánh kem nè. Nói rồi cắt bánh kem đi. Hai chú cháu cắt bánh kem đi. Cái nữa nè. Yeah. Rồi nhân dịp sinh nhật của Lúc, anh hay tặng Lúc cái điện thoại. Với lại cái chiếc xe ngoài nha. Quá trời quá đất rồi. Vui quá, gia đình vui quá à. Đầy đủ anh chị, bà ngoại, mẹ, chị Diễm, anh Phước nè, chị Lộc nè, chú Dũng. Cháu núi. Ủa. Trời ơi, chồng ta núi rồi đó. Ủa là mất cháu núi hả? Lúc mất cháu núi, không có trời. Bỏ ra con gấu ở bên Hồng Kông. Rồi kêu mẹ phải mua vé đi ngược lại Hồng Kông á, là chuyến bay lần sau. Sao mua được. Ờ, thấy chưa? Rồi để con gấu trên cái lao Hồng Kông á, rồi nói mẹ ơi kỳ này phải đi ngược lại chuyến bay đó để lấy con gấu. Ở đâu mà đi ra mà rồi nếu mà đã mất rồi thôi nay tặng lại mình thúi. Thôi tao hổ. Rồi lại các bánh ăn bánh kem với chú Lốc kìa. Mẹ con ăn đi. Con muốn mở hồng nè, được không cô Ba Lộc? Được con ăn đi. Nó không có đừng chọt vô, con ăn đi. Mọi người nhìn tàu hũ giống cô Ba Lộc không mọi người? Yeah. Okay. Con lấy cái cây này là cái cây bóng này cho con ha. Con cắp bên mình đi. Trời ơi, cái đó để chơi nghe chứ không ăn. Con liếm đi. Tại sao đây là phần ụp bánh kem vô mặt? Cái trò này bánh kem không vui nữa nha. Bữa hôm sinh nhật Lộc là đúng bị anh Phước ụp hết lần rồi. Dạ, lúc đó nhanh trong nhà Nguyễn Nhân Nguyễn. Dạ, đúng rồi. Vừa chúc sinh nhật xong ụp nguyên cái bánh kem vô mặt Lộc. Quạo lắm mà không nghĩa là gán gồng. Lúc ăn miếng không? Ăn miếng đi kìa. Rồi bây giờ để đi nè. Chị Hồng ơi. Không, nãy nó cho cái gì đó. Chị Hồng ơi lấy dĩa cắt bánh kem của Hồng. Vui quá. Sinh nhật đơn sơ có một cái bánh thôi mà cả gia đình vui quá trời đó. Đầy đủ hết trơn rồi, không thiếu ai hết. Có ngoại, có anh hai, chị Lộc, đầy đủ hết luôn. Có mẹ nữa. Đầy đủ hết trơn luôn. Đây, 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 đây mẹ cắt bánh kem cho. Bánh kem hả? Một cái, rồi, cậu một cái. Bà ngoại đang bánh kem rồi nè, anh hai cắt bánh kem. Ngoại ăn miếng bánh kem không? Rồi ăn miếng bánh kem nha. Bà ngoại ăn miếng gọi là Lộc á ngoại. Liếm miếng rồi. Liếm miếng nè ngoại cho có sinh nhật vui vẻ ngoại. Liếm. Nè ngoại ăn này nè. Nè. Ngoại liếm thiệt luôn. Mày biết tao liếm, tao liếm. Nè, ngoại miếng ăn miếng đi. Ăn miếng đi như con ăn. Rồi mẹ nè. Rồi mẹ đây. Rồi. Người ăn miếng. Qua. Bánh sinh nhật có muỗng đĩa đầy đủ luôn. Ha ha. Con thử ăn cho con à. Ngon nha. Mẹ nó tặng hai cái đặc trời ăn được. Miếng này sao nó vụn về quá. Bởi vậy mới đi hát. Chán dễ sợ nó đi làm ca sĩ này đúng luôn á. Cổ nè. Ngày xưa nó diễn hài duyên dễ sợ. Dạo này nó bị gãy miếng hoài à. Rớt. Thằng Phước chứ ai. Tự diễn xong bé không mắc cười. Cái tự nhiên mẹ nó lại cất túi đi chỗ khác. Cất cái miếng nó vô túi đi chỗ khác. Cái đó không có ăn được nha con. Ê cái đâu ăn được. Cái này đặc cày cứng lắm con. Cày à. Trời ơi. Ngon quá đầy đủ mặn nè. Ngon quá. Cho nó cái một thanh đất nè. Không, cái này nè, phải quên cái kem này vô nè mẹ. Nè chị Diễm. Thôi chúc chị ăn.
Rồi mẹ ăn hết luôn rồi nè. Mẹ nói mẹ mập. Thôi, thôi mà tưởng đâu thôi chị không ăn gì. Thôi mẹ chút chị ăn. Có giờ ngủ rồi. Bây giờ ngủ rồi. Ngủ đi ngủ à. Vui không Thảo? Thảo vui không? Vui không? Ủa, vui à? Ngon nha. Ngon. Kem ngon nha. Ôi, bột rất mềm nha. Đúng vậy, mẹ đang cũng nói đang nói là cái bột bắp rất mềm dễ ăn. Bột rất mềm nha. Làm miếng thơm riêng. Đủ. Không, miếng lên. Thử nghe nhỏ gấp bánh nè. Thử thử nhớ miếng ngơ coi. Hơi bị béo. Ngon, làm ăn bánh kem không? Ăn bánh kem nè chị Hồng. Nè, 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 của chị Hồng nè. Ăn đi chị Hồng ơi. Lúc bánh kem ngon lắm. Ăn đi, bữa nay sinh nhật của Lúc của chị Hồng. Từ Australia. Đáng lý là sinh nhật của Lúc á. Là nói chung là qua rồi nhưng mà gia đình làm subscribe cho Lúc vui. Tại hôm nay là Lúc về Việt Nam chơi với lại gia đình. Thôi con ăn thêm, con ăn thêm ngon quá. Subscribe gì mà mẹ nói hết trơn. Subscribe mà subscribe gì mà chở trên xe ngừng lại mua bánh kem biết luôn. Thôi con ăn thêm nha, ngon á. Ngon hả? Ê trời ơi, Phước nó nói ngon kìa. Chứ chúng tôi là nó không có chịu ăn đâu, nó sợ mập. Ồ, quá ha. Tao tao hổ ăn với chồng. Nãy mới ăn đâu. Phải không ăn nữa mày. Ăn hả anh? Ngon không? Cái này là phô mai là lúc cái này là bánh, cái này là bánh kem bắp. Ủa không phải, bánh này bông lan chín muối. Ồ ha. Không phải. Đúng rồi, ở dưới là bông lan con. Cái mà ngoại mua là tùm lum màu hết trơn luôn. Ủa, rồi. Cái đó lắp ra trong tủ. Cái đó là gì con biết không? Bông lan chín muối. Ờ, bông lan chín muối mà lại lại đủ màu. Không thấy quá. Đúng nè, nó để nè, bông lan trứng muối nè. Đúng rồi. Sinh nhật là 11 tuổi nha, Lúc Nguyễn 11 tuổi rồi nha. Lớn rồi. Ủa nhân vật chính có nói gì không? Lúc ơi. Nhân vật chính sao, con nói gì sao? Sinh nhật Lúc nói con gì không? Con nói cái gì? Con nói cái gì, hôm nay con thấy vui không? Con thấy vui thì con nói gì sao, con cảm ơn ai? Cảm ơn ai nữa? Anh hai chị Lộc. Trời ơi, bữa nay người ta lớn rồi nha. Lúc trước người ta còn e thẹn không dám nói nhưng mà bữa nay người ta lớn rồi. Rồi Thủ ơi, Thủ có chúc mừng sinh nhật chú Lúc chưa? Chúc mừng sinh nhật rồi đi à. Nói gì nữa không? Có nói gì nữa. Ê, nói chứ lại ông chú Lúc cả đi. Ông chú Lúc gì? Ông chú Lúc rồi nè. Tao ông chú Lúc rồi mà bắt hoài. Thủ ơi, bông. Thủ ơi, Thủ bông bông. Rồi hôm nay sinh nhật của Lúc là có thể gửi tặng cho Lúc một bài hát được không ạ? Không. Ủa con nấu kìa, nấu hết đâu, nấu hết đó kìa đó. Ủa sao mẹ nè, con góc của chị Lộc nó tặng rồi. Của anh Dũng với chị Lộc mua tặng Lúc. Đó. Đậu ơi. Đi chơi đi trên máy bay mất con dấu. Mất con dấu. Con dấu. Dạ là chị Lộc hứa mua gấu liền. À, cái này lót đầu qua bên em bên qua Úc rồi, lót đầu mũ nghe không? Mày bắt mát vậy được không? Khoái màu xanh đi chứ bộ. Chúc mừng cô Ba Lộc kìa. Chúc mừng cô Ba Lộc có bong bóng. Cảm ơn con. Thì cũng như mỗi năm thôi, mừng sinh nhật anh hai chúc Lung được bình yên trong cuộc đời. Chúc Lung như luôn đã từng mơ. Cầu cho Lung được yên vui, chẳng đi đau lo buồn phiền. Đường đời của Lung hành vững luôn dặn bền. Còn anh hai khùng. Anh hai đang làm gì em vừa lúc anh hai khùng. Khùng không có giờ, không có biết gì. Thủ ăn gì nữa. Ủa sinh nhật lúc anh hai tặng gì cho anh Lúc vậy? Cái này tặng cái ngục nè. Gì vậy? Tặng cái mục. Thôi đi đàng hoàng đi. Cái này tặng cái mục mua lửa. Ê. Ê. Nó biến từng lúc mà. Ủa làm gì vậy cậu? Nó cái gì? Làm gì cậu? Làm gì? Thổi gì vậy? Thôi làm lại coi, thôi làm lại giống ba coi. Trời ơi. Mặt giống Duy Phước quá. Mặt ai giống Duy Phước quá. Phải Duy Phước không? Không. Với ai vậy? Phải Lê Lộc không? Là con. Phải Lê Lộc không? À. Bây giờ đây là lộn nó Lê Lộc. Lê Lộc, Lê Lộc rồi nè. Lê Lộc bắt quả tang rồi nè. Bắt quả tang lại chậm luôn Lê Lộc. Bây giờ là Thủ tặng cho chú Lúc một bài đi. Hát đi con. Hát bài gì?
Happy birthday. Mừng sinh nhật đó. Happy birthday. Bây giờ mình nói gì vậy? Giờ bây giờ tủ tặng chú lúc trời bài gì? Không chấp mắt nữa. Bài gì? Ba thương con đi. 2, 3. 2, 3. Không thèm nói chuyện luôn. Trời đất ơi. Giờ luôn anh hai tặng thêm tiếng một đó là ảo thuật nè. Ê. 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 Trời ơi, sao mà nghĩ hoài vậy không biết nữa à, thiệt chát ghê vậy đó. Hữu ơi. Rồi, vậy là xong rồi ha. Xong rồi. Happy birthday, sinh nhật vui vẻ nha con trai. Không mẹ biết không? Ôm mẹ biết hay không mẹ biết? Chú Lúc tặng cho em một lần đồ chơi. Nè, nói chứ tụi mình cũng là do mẹ Giang đẻ ra. Tại sao tụi mình không hát một ca khúc nói về mẹ gửi tặng mẹ luôn à? Bài gì? Ồ. Bài gì? Lúc hát được đó. Hát bài mẹ yêu đi. Nghe nè. Lòng con thương cha nhiều lắm. Cha hiền yêu. Sao mày cứ bị vô duyên hoài? Càng cố gắng là càng vô duyên hả mẹ? Thiệt tình luôn á. Không biết sao chứ ngày xưa không biết mọi người thích nó diễn hài, chứ tôi thấy nó diễn vô duyên quá à. Thôi bye đi, nhớ dạ